máy mới của máy máy thủy rồi, máy thủy luôn mà nó câu lùng, nó sao rồi câu lùng máy thủy luôn. Máy 6R2 A2 BTA W2 trừ 5. Qua dòng này dữ rồi, dòng này dữ hơn ba lần máy thủy luôn mà. Quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay thì mình có dịp đi theo mấy anh trai mình đi kiếm máy mua máy đây mà. Thì không biết anh mình quyết định là lấy cái máy loại nào đây. Thì dự kiến là lấy S6R2, Mitsubishi S6R2 mà không biết anh chốt cái loại nào đây. Cùng nhau mình xem cái hành trình mấy anh em mình đi chốt máy thì đi mua máy này. Đây, quá được cái bãi này quá trời quá đất. Ở trong máy trong khủng khiếp, máy trong luôn mà. Cái tháo miệng thôi, xong xuôi hết thì mở miệng coi. Thì hôm nay mấy anh em mình đi mua máy nữa mà. Đây thì con nguyên con máy phát điện này, S6R. Máy phát điện. Cái này thường thường mấy anh trai mình gọi là cổ lùng đó. Dính nguyên cái cục đa demo luôn, cùng máy phát nè. Còn taxi rồi nguyên con luôn. Bây giờ anh đang coi. Này. Dưới lắc máy này. Hôm nay còn con nữa. Còn đây là máy này như máy thủy, hai lò máy thủy nè. Ổ ga đầy đủ. Còn cái bơm nhớt, bơm nước nè, bơm nước ngoài nè. Qua đã nguyên cặp luôn, đang cái nữa. Cái ngoài kia thì cặp máy phát, bên kia máy phát màu xanh xanh đó bà. Đó máy phát xanh xanh, còn đây là cặp máy 2L. S6R2 mà được nào BTK2L quá đã. Nay mình có dịp đi theo anh trai mình đi mua máy lên cái kho này nè. Kho này máy thì khủng khiếp luôn. Còn cái mình lắc máy rồi này, lắc máy đây mà 1000 BS luôn. MBTK S6R2 mà BTK 2 1450 dòng tua trên phút. Cuối cặp này nó hơi khỏi chê rồi. Này là cái turbo này. Turbo để mình coi turbo coi. TF15 luôn. Turbo TF15. Trước á. Ở sơ sơ đây mình thấy là con cặp cổ lùng phát điện này, cặp 2L máy thủy này. Giờ cho nổ thử vậy nè. Nổ luôn anh. Đó giờ nổ thử, anh ráp lại cho nổ thử luôn rồi. Ở trong cái ngoài cái nè, nguyên cặp luôn. Không biết anh mình quyết định lấy cái nào đây. Quá trời con cò. Rồi rồi anh. Đó, đẩy lại. Wow.
cào chạy không được ha, ngọn ha. Không gì là mình đâu có ấy đâu. Không có lên đẩy lên xuống được. Ừ. Dặn volume mà. Như thế mẹt mẹt là nó nổ cũng ghê gớm. Ừ. Nãy là mình cầm tay thôi. Cầm tay, nãy cầm tay đẩy ra nè. Đẩy tới tay nó nổ cũng dữ. Nổ. Trời ơi, nó thùng vòng. Mình thấy trong xưởng, trong kho có hai chiếc du thuyền, ở đây một chiếc và đó một chiếc mà. Còn sáng dây ở từ lưa dưa này. Ở đây còn cái là máy phát. Nắp đi lát cũng 3L luôn, nắp lò và xo đôi luôn. Máy phát SR2. Đời lớn. Đời lớn. Còn cặp luôn, đủ một cặp luôn. Trời ơi, cái rắc bạn thấy ghê chưa? Cái này là máy phát các bạn, dùng máy phát á. Này dữ hơn 3L luôn. Theo như mình biết cái dòng tua với lại cái kí lô quá là nó dữ hơn 3L luôn. 2011, 2018. S6R2 A2 BTA W2-5. Qua wow, dòng này dữ rồi, dòng này dữ hơn 3L mới thử luôn các bạn. Ma lực á. Trời ơi, còn một cái lông luôn. Này là cái turbo này, thông số của turbo này. TF15L 700. Ôi quá dữ rồi. Con này vô địch rồi. Còn cặp luôn mà, còn đúng cặp luôn. Nguyên con du thuyền để trên trên luôn nè. Du thuyền này đem về xong mình chạy cái chiều chơi ngon lành luôn mà. Chiếc du thuyền nè. Trời ơi má ơi. Trước chiếc du thuyền này về luôn. Giờ chạy qua bên kho khác để mà coi cái máy mới mà. Này máy cũ rồi coi không đã rồi. Giờ qua coi máy mới. Đây nè, còn con máy thùng nè. Còn con máy phát máy thủy các bạn. Thôi thôi. Đây còn cái du thuyền nằm đây nè. Du thuyền nằm tá đã luôn. Dưới chỗ Bình Chánh với Long An. Để không kịp về. Rồi lên anh trai ơi, lên đi bạn. Rồi cái lịch đi ấy lắm. Chắc luôn. Sáng dây rồi tá lả âm lum luôn. Hả? Giờ mấy cũ không chịu giờ đi coi máy mới. Ừ, đi nhắn xe cho, cứ kêu vợ đi xin giùm rồi. À, chạy qua bên kho mới nữa mà. Rồi để đi coi máy thùng dạ. Mới vừa lên đi coi máy thùng. Đó chủ yếu đi coi máy thùng mà coi máy cũ không sao là sao? Nào qua đây nè. Mới phát nguyên con đây nè. Này ớt 12 rồi nè. Ừ. Đó. K19 rồi từ lưa vô nè. Bên cái kho này có nhà xưởng nè. Đây. 4:51 rồi, 16:51 rồi. Gần 5 giờ rồi. Giờ mình ra mình xem cái máy mới thì khỏi coi rồi, biết thông số rồi. Trời ơi, con máy mới. Máy mới của máy thủy luôn à. Nó có lùng, hết sao rồi, có lùng máy thủy luôn. Qua đã có bơm nước rồi luôn à. Rồi bữa nay anh em mình coi trời hơi tối nè. Rồi giờ coi cái rắc máy nè. 2015. Mới mới 2015 mà. 2015. 605 kW, 1500 dùng tua Tuấn Phúc. S6R2 mà BTK. Cái này cũng S6R2 luôn ta. Hả? Sức nào? 2015. Thì đó trong nghề nha, cái nào toàn là vuông không à. Còn kia nó chồng quay nhỏ à. Tụi này biết. Sắt xi này bằng sắt. Sắt. Trong đoạn cái đó nó con này 1.4 tỷ, cổ lùng S6R2, trời một dòng máy thủy, tay dân vắn đó mà. Trời, còn đây còn con gì nữa đây, con này hơi khỏi nói luôn, quái đồ quá gì khủng rồi. 2, 4, 6, 8, 2 bên 16 máy á. Còn ở dưới kia còn cái máy mới dưới kia nè, anh mình mới đi xuống kia đi theo anh mình coi.
Qua bên này thì đi hơi tối mà. Tối mình coi không rõ. Ở đây thì còn thùng luôn, chưa có khui thùng luôn. Đây con này thì y như y chang con ngoại mà. Khác với còn cái thùng chưa khui à. Đó, y chang à, không khác chỗ nào. Còn nguyên một cặp luôn. Còn cặp mới luôn. Tránh da chạm. Không, nhưng mà của Nhật nó làm vậy đó. Nhật nó thùng xài lớn luôn đó. Ừ. Cái thùng này kia mình lấy xà beng mình nãy ra ba đính đóng bắn ba đinh ấy á. Nó đơn giản á, không có như thùng vậy. Thùng mấy cái tó trên bự lắm kìa, thấy không? Cái tó trên thấy không? Thùng này khui không? Khui đã đòi luôn á. Mấy cái dắt cắm nó vuông mà, còn cái ống đinh về nhà ba anh lên coi dắt cắm nó tròn quay. Cái nước gan này nó cao không có ra. Nó lực nhớ không ra. Đó, nội chỉ anh cái rõ ràng nhất là cái dàn dây điện. Đó, còn cái này thì anh không tin thì cái chuyện nó của anh, nhưng mà cái dàn dây điện là nó khác. Cái điện là rất rất vuông, rất tròn. Xưa em làm cái ô tô Mitsubishi nó về đây còn là hành đá cổ. Cái dây điện bên kia đó máy mà máy về là nó tròn, nó chắc. Nó chắc như về thế này nó vuông không nè. Nè. Nó vuông không nè. Ừ. Còn Singapore à, Singapore này nó tròn. Tròn. Hay vuông không nè. Ở Singapore, tưởng Singapore nó là cái kho thôi, đồng hồ nó có ráp bên đó. Là lấy ba món, còn cái linh tinh kia là cũng không cần biết vậy. Như túp lô này kia nọ. Dễ chế về trực tiếp luôn hả? Để nãy nó ổ ga gì, ổ ga thành số quá hả? Không có ga. Không có ổ ga có sẵn nè. Không cái điện lấy ổ ga gì nãy. Nãy anh có máy điện không xu đó. Nó vuông cái nào không xài, tôi lấy đưa ông hết. Cái nào không xài, trả được tôi giữ giùm không. Tiền cho thôi, cho đỡ chi phí cho. Dạ. Chứ nó cũng đang đỡ anh là đỡ bên đây nữa. Bên đây anh bỏ lại không có gì, anh chỉ có bỏ lại cái dàn túp lô rồi. Dàn túp lô rồi, đúng không? Đâu. Bỏ lại túp lô. Đây con nè, toàn là cặp không à, đúng cặp không à. Hết nói không? Đúng rồi trời. Đó, mé đây con heo đây nè. Cái máy này đưa xuống cao tốc cầu đôi rồi chạy mấy chiếc phà vượt biển nữa. Cầu đôi rồi chạy thôi, chạy gì nổi. Còn máy gì dàn khè nữa nữa mà. Máy này không biết máy gì luôn. Có nguyên con dàn khè thủng quảng luôn, 2 4 6 8 16 máy. V18, V16. Bên 8 máy là V16. Con này là bên 6 là V12. S12R. Đó, hai con để nằm chung. Quá trời máy rồi, nãy giờ nhìn là quá trời máy rồi. Hết đường rào luôn mà. Còn ống dầu cũng nào cũng lấy nè. Còn ống tay luôn. Ổ ga có sẵn.